Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội chợ quảng bá du lịch văn hóa ẩm thực và thương mại các tỉnh đồng bằng sông Hồng Vĩnh Phúc năm 2016 được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo người dân tới tham quan giao lưu mua sắm. Sau 7 ngày diễn ra từ ngày mùng 2 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6, hội chợ đã kết thúc trong ấn tượng tốt đẹp đối với du khách. Chuyên mục công nghiệp và thương mại tháng 6 năm 2016, chúng tôi có phóng sự nhìn lại hoạt động này. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Tối ngày 2 tháng 6 năm 2016, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên đã khai mạc hội chợ quảng bá du lịch, văn hóa ẩm thực và thương mại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Vĩnh Phúc 2016. Hội chợ là hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời nhằm giới thiệu quảng bá tới du khách và nhân dân địa phương hình ảnh di tích cấp quốc gia đặc biệt khu danh thắng Tây Thiên, Tháp Bình Sơn cũng như tiềm năng sản phẩm văn hóa du lịch Vĩnh Phúc. Các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của các tỉnh khu vực phía Bắc, những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch dịch vụ của Vĩnh Phúc trong những năm qua. Hội chợ quảng bá du lịch văn hóa ẩm thực và thương mại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Vĩnh Phúc năm 2016 có quy mô hơn 300 gian hàng, trưng bày giới thiệu quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch, các ấn phẩm văn hóa du lịch, các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các địa phương, các huyện, thành thị trong tỉnh, sản phẩm của các làng nghề, hàng hóa của các doanh nghiệp thương mại. Để nhân dân tham quan mua sắm thuận tiện, hội chợ được chia làm 4 phân khu, gồm khu thương mại tổng hợp 150 gian, khu triển lãm riêng của Vĩnh Phúc 60 gian, khu du lịch 60 gian và khu ẩm thực sinh vật cảnh làng nghề 80 gian. Hội chợ lần này quy tụ trên 100 doanh nghiệp lớn có thương hiệu uy tín ở trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng cũng có nhiều gian hàng để quảng bá hình ảnh, điểm đến các khu du lịch, các ấn phẩm văn hóa du lịch, các sản phẩm hàng hóa đặc sản của địa phương như nông lâm sản, công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, điện tử, điện lạnh, dệt may, da giày, sách vở học sinh, đồ gỗ, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm hoa và cây cảnh. Điểm nhấn của hội chợ lần này là tập trung quảng bá hai di tích cấp quốc gia đặc biệt, khu danh thắng Tây Thiên và Tháp Bình Sơn, và các khu du lịch Tam Đảo, Đại Lải của Vĩnh Phúc. Với nhiều mặt hàng phong phú đa dạng được bày bán tại hội chợ, các gian trưng bày triển lãm được đầu tư, trang trí đẹp mắt, gây ấn tượng đã thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan, tìm hiểu và mua sắm. Qua tham quan cái hội chợ quảng bá du lịch văn hóa ẩm thực và thương mại các tỉnh đồng bằng sông Hồ Hồng do tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai thì tôi thấy rằng là các cái mặt hàng năm nay ở hội chợ là rất là đa dạng phong phú, có nhiều cái mặt hàng thiết thực đối với người dân, người tiêu dùng. Qua thăm nắm một số các cái sản phẩm thì tôi thấy rằng là giá thành cơ bản là cũng rất là hợp lý, chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Hội chợ đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn có thương hiệu tham gia như Flamingo Đại Lải Resort, FLC Vĩnh Thịnh, chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ đô, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Âu Việt, Công ty Du lịch Quốc tế Thanh Long, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc và nhiều doanh nghiệp uy tín ngoài tỉnh như Đồ gỗ Mỹ Nghệ Gia Lai, Ninh Thuận, Nam Định. Các sản phẩm đặc trưng của mỗi vùng miền cũng được giới thiệu sản phẩm tại hội chợ. Chúng tôi tham gia hội chợ du lịch quảng bá ẩm thực thương mại của các tỉnh đồng bằng sông Hồng Vĩnh Phúc, muốn mang đến cái sản phẩm đến tất cả những người dân Vĩnh Phúc rồi cao Artiso của Đà Lạt. Nhất là chúng tôi là tổng đại lý chính thức ở Vĩnh Phúc. Công ty cổ phần đầu tư Hùng Vương rất hào hứng khi được tham gia hội chợ lần này. Đây là dịp để công ty có thêm cơ hội quảng bá về khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Resort một cách rộng rãi. Với địa bàn Vĩnh Phúc, công ty hướng tới khách hàng ở thành phố Vĩnh Yên, khai thác tiềm năng khách hàng nơi đây. Thời điểm này, một số biệt thự của Flamingo Đại Lải Resort đang mở bán cùng nhiều dịch vụ tiện ích. Khách hàng tới hội chợ và giao dịch sẽ được hưởng ưu đãi tới 40%. Được công ty đưa đón miễn phí tham quan khu nghỉ dưỡng. Cũng thông qua dịp này, có nhiều khách hàng tham quan tìm hiểu thông tin về khu nghỉ dưỡng. Đây là niềm vui của công ty khi tham gia hội chợ. Hôm nay thì cũng rất là nhân tiện là được đến tham dự cái hội chợ về du lịch, cũng được nghe đồng chí đây là giới thiệu qua, có thực sự là mình rất ấn tượng và sẽ nhất định là sẽ phải đến đây tham quan một lần.
Gian hàng của cơ sở sản xuất Hải Yến, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương được bài trí khá quy mô, hoành tráng và nghệ thuật với rất nhiều sản phẩm thu hút nhiều du khách tâm đắc tới tìm hiểu mua sắm. Chị Phạm Thị Hải Yến, chủ cơ sở cho biết. Tôi tham gia hội chợ lần này để thứ nhất là quảng bá sản phẩm của mình, hai là tôi làm cái sản phẩm này là lấy cái thương hiệu của Đồng Tĩnh, quê hương của mình, cũng là trên địa phận của huyện Tam Dương, cũng muốn rằng là cơ sở của tôi càng ngày càng phát triển mạnh lên để cho làng của huyện của xã Đồng Tĩnh tôi và huyện Tam Dương nói chung để phát triển càng ngày càng tiến mạnh hơn và đi xa hơn ạ. Đối với công ty cổ phần dệt may Nam Định, đây là lần thứ tư tham gia hội chợ ở Vĩnh Phúc. Tại hội chợ quảng bá du lịch văn hóa ẩm thực và thương mại các tỉnh đồng bằng sông Hồng Vĩnh Phúc 2016 lần này, công ty đăng ký tham gia 4 gian hàng, sản phẩm hàng may mặc dệt kim Nam Định chủ yếu là quần áo trẻ em và quần áo mặc ở nhà cho nam giới. Với giá thành phải chăng, chất lượng uy tín nên các sản phẩm dệt may Nam Định được nhiều người dân Vĩnh Phúc tin dùng. Qua các đợt tham gia hội chợ do Vĩnh Phúc tổ chức cho thấy, sức mua của người dân địa phương khá cao, nên đây là cơ hội và thị trường tiềm năng để tăng doanh số bán lẻ cho doanh nghiệp. Qua hội chợ lần này, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao đổi thông tin, chào bán tour, ký kết, xúc tiến thương mại, du lịch, giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa một cách hiệu quả. Các địa phương tham gia hội chợ cũng đã cung cấp thông tin, hình ảnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng đến với du khách. Các sản phẩm ẩm thực tiêu biểu của từng địa phương như cá thính Lập Thạch Vĩnh Phúc, bánh đa kế Bắc Giang, bánh đậu xanh Hải Dương cũng được bày bán giới thiệu thu hút đông đảo du khách tham quan mua sắm. Tôi thấy các sản phẩm rất là đặc trưng, rất là chất lượng. Nhìn các sản phẩm thì rất là đẹp, đến từ các quê trong tỉnh Vĩnh Phúc. Như các đồ gỗ của Thanh Lãng và tất cả các đồ tôi thấy là đều là chất lượng và đều là tốt. Hội chợ lần này đã có nhiều làng nghề của Vĩnh Phúc tham gia thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng như đá hải liệu huyện Sông Lô, mộc Thanh Lãng huyện Bình Xuyên, rèn Lý Nhân, rắn Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Tường, dược liệu mật ong huyện Tam Đảo, mây tre đan Triệu Đề huyện Lập Thạch. Gian hàng mộc Thanh Lãng được trưng bày khoảng 40 sản phẩm đa dạng các chủng loại bằng gỗ như bàn, ghế, giường tủ, tượng Phật, tượng các linh vật. Chị Nguyễn Thị Huyền, cơ sở sản xuất đồ gỗ Huyền Hòa, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tâm sự. Hội chợ được tổ chức khá chặt chẽ, an toàn, đồng thời chúng tôi thấy hội chợ này là chiếc cầu nối để khâu quảng bá các sản phẩm của làng nghề Vĩnh Phúc đến gần với du khách. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều hội chợ như thế này để từ đó cũng tác động sức mua của người tiêu dùng hơn. Chị Huyền cho biết thêm. Tôi tham gia hội chợ lần này mục đích là muốn quảng cáo đồ gỗ mỹ nghệ của làng nghề truyền thống Thanh Lãng nói chung và cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Huyền Hòa nhà tôi nói riêng. Hội chợ quảng bá du lịch văn hóa ẩm thực và thương mại các tỉnh đồng bằng sông Hồng Vĩnh Phúc năm 2016 được tổ chức thành công. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra hội chợ được đảm bảo, không có trường hợp mất an ninh, cháy nổ xảy ra. Hội chợ đã tạo được hình ảnh tổng quan về văn hóa du lịch đồng bằng sông Hồng nói chung và văn hóa du lịch Vĩnh Phúc nói riêng, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Phúc đến với đông đảo du khách. Hội chợ lần này được tổ chức với quy mô lớn, chất lượng tốt nhằm hỗ trợ các tỉnh, các doanh nghiệp tiếp cận thị trường một cách trực tiếp và có hiệu quả. Đa số các doanh nghiệp tham gia hội chợ chủ yếu quảng bá giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ nội địa. Hội chợ cũng là diễn đàn để Vĩnh Phúc quảng bá về du lịch, văn hóa ẩm thực và thương mại của tỉnh, tạo ra sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các tỉnh trong khu vực, tạo điều kiện để các tỉnh xích lại gần nhau, cùng nhau bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Chuyên mục công nghiệp và thương mại kỳ này của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.